xin chào Mipo đã quay trở lại với KD K-pop. Vũ đạo càng ngày càng nâng cấp, đòi hỏi BTS phải kết hợp ăn ý, tập trung cao độ, nếu không muốn thất bại. Để gây ấn tượng với ARMY và làm màn trình diễn thú vị hơn, BTS thường xuyên đem đến vũ đạo phức tạp, đôi khi còn vô cùng nguy hiểm. Những điều nhảy của nhóm mãn nhãn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Do đó các cậu ấy phải tập trung cao độ, kết hợp thật ăn ý, nếu không muốn gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Đây là video những màn vũ đạo nguy hiểm nhất của BTS. Video được tài trợ bởi KD K-pop Shop. Giờ thì KD Go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha! 1. Động tác chạy trên lưng của Jimin trong No More Dream. Làm một idol K-pop là công việc không hề dễ dàng, thậm chí còn phải hy sinh cả sức khỏe của chính bản thân mình. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc sức khỏe không ổn định. Từ những ngày tập luyện thâu đêm suốt sáng mà không được ngủ đủ giấc, cho đến việc phải nhịn ăn nhịn uống để giữ cân nặng. Bên cạnh đó, một trong những lý do hàng đầu khiến cho các cậu ấy ngày càng gặp chấn thương chính là những động tác vũ đạo khó nhằn và quá mạo hiểm. Khi mới debut, BTS không ngại thử sức với những màn vũ đạo đỉnh cao nhất nhờ những bước nhảy có độ khó cao, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên. Trong đó, vũ đạo của ca khúc No More Dream đến nay vẫn gây ấn tượng với ARMY. Jimin đã khoe màn vũ đạo đặc biệt và nhanh thoăn thoắt khi chạy trên lưng của 5 thành viên chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến sức mạnh của em Book Jungkook vì đã bê đỡ Jimin thực hiện động tác nguy hiểm một cách an toàn. Thứ hai là phần Dance Break của QR Penlet Fruit phần 2. Mặc dù đã debut 7 năm nhưng chưa bao giờ người hâm mộ phải thất vọng khi xem những màn trình diễn của BTS. Vũ đạo qua từng năm không những không bị giảm sút mà độ khó, độ sáng tạo ngày càng tăng cao. Các cậu ấy luôn nổi tiếng với những màn trình diễn với đội hình vũ công hùng hậu. Tuy nhiên, điều làm cho các chàng trai nhà big hit liên tục chạm đến những kỷ lục, những lịch sử chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cậu ấy. Đặc biệt, khi nhìn lại vũ đạo thời mới debut của BTS, nhiều người không khỏi kinh ngạc trước mức độ nguy hiểm khi mà Jimin liên tục thực hiện những màn nhao lộn, thậm chí trên một chương trình truyền hình, cậu ấy đã từng té ngã mạnh xuống sàn sân khấu. Động tác khiến cho nhiều ARMY vừa thích thú vừa lo lắng mỗi khi xem có lẽ là khoảnh khắc Jimin thực hiện mặt đối mặt với J-Hope trong tư thế lộn người ở phần Dance Break của QR Black Group phần 2. Động tác này không những đòi hỏi kỹ thuật tốt mà cần có sự tin tưởng giữa các thành viên, bởi một khi người kia trật nhịp sẽ dẫn đến những chấn thương không người hâm mộ nào dám nghĩ đến. Nhưng rất may, các lần thực hiện đều thành công, như Jimin đã từng nói với J-Hope trước khi lên sân khấu rằng hãy nhìn vào mắt em, hãy tin vào em tin anh. Thứ ba, fan thót tim vì vũ đạo nguy hiểm của BTS tại MMA 2019, Jungkook nhảy ngược về phía sau bước qua người của Jin trong gang tấc. Tại lễ trao giải Melon Music Awards MMA 2019, BTS đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua màn trình diễn kéo dài hơn 30 phút, trong đó tiết mục kết màn mang tên Dionysus được dàn dựng công phu hoành tráng nhất. Sau khi xem kỹ các góc quay, các ARMY phát hiện ra rằng BTS đã đầu tư chăm chút từng chi tiết vũ đạo nhỏ, thậm chí Jungkook còn liều lĩnh thực hiện những động tác nguy hiểm để làm nên sân khấu đỉnh cao này. Cụ thể, ở phần Breakdance giữa tiết mục Dionysus, Jungkook và J-Hope đã khiến cho khán giả ngỡ ngàng khi nhảy ngược về phía sau mà không chệch đến một nhịp. Trong khi cùng lúc đó, các vũ công phụ họa cũng đang trèo lên bàn. Người xem chưa kịp trầm trồ vì độ khó thì đã phải thót tim vì Jungkook không chỉ nhảy về phía sau mà còn nhảy qua Jin, người đang trèo lên bàn để thực hiện vũ đạo kế tiếp. Jungkook chẳng những cùng với J-Hope nhảy ngược về đằng sau mà Jungkook còn nhảy qua người của Jin khi đang trèo lên bàn. Người xem chưa kịp trầm trồ vì độ khó thì đã phải thót tim vì Jungkook không chỉ nhảy về phía sau mà còn nhảy qua Jin, người đang trèo lên bàn để thực hiện vũ đạo kế tiếp. Thế mới biết các thành viên của BTS tin tưởng nhau đến thế nào, chưa kể để thực hiện nhuần nhuyễn, động tác khó nhằn này, chắc hẳn cả nhóm đã phải tập luyện vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên, để mang lại cho khán giả những tiết mục đáng nhớ, BTS luôn cố gắng cống hiến 100% sức lực và chẳng ngại đương đầu với hiểm nguy. Thứ tư, Jimin điều lĩnh thực hiện động tác vũ đạo nguy hiểm khiến cho fan thót tim vì sợ. Lễ hội âm nhạc Lotte Family Concert diễn ra vào ngày 11 tháng 8 là lịch trình cuối cùng của BTS trước khi nhóm bước vào kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên, các cậu ấy đã kịp ghi dấu ấn hàng loạt khoảnh khắc ấn tượng với người hâm mộ, trong đó đáng chú ý nhất là Jimin. Là một trong hai main dancer của nhóm, Jimin vốn nổi tiếng với những bước nhảy uyển chuyển nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tại lễ hội âm nhạc vừa qua, cậu ấy đã có màn cải biên vũ đạo vô cùng liều lĩnh, khiến cho các fan không khỏi thót tim vì lo cho sự an nguy của Jimin.
Cụ thể, khi trình diễn ca khúc My Group, Jimin đã nâng cấp độ khó của vũ đạo bài hát này lên tầm cao mới. Thay vì chỉ xoay người và khuỵu xuống nhằm mô phỏng động tác bị bắn trong bài nhảy gốc, cô ấy đã không do dự để mình rơi tự do, ngã thẳng xuống sàn sân khấu. Hành động này khiến Park Ami, một fan lo lắng vì nếu không kiểm soát được cơ thể, cô ấy sẽ đập đầu xuống sàn nhà, gây nên những chấn thương vô cùng nguy hiểm. Đây cũng không phải lần đầu cô ấy tăng độ khó cho vũ đạo của mình khi biểu diễn My Group. Trên nhiều sân khấu, cô ấy đã nhiều lần ngửa người, gần như thả trôi để cơ thể rơi xuống sàn khi thực hiện phân đoạn trên. Phải kiểm soát cơ thể vô cùng tốt mới có thể thực hiện động tác này, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, cô ấy chắc chắn sẽ gặp chấn thương. Cô ấy thường xuyên thực hiện động tác nguy hiểm khi biểu diễn My Group. Chứng kiến vũ đạo của cậu ấy, ngoài lo lắng cư dân mạng và các fan, còn không giấu nổi sự trầm trồ thán phục dành cho main dancer của BTS. Thứ năm, BTS đã phải thay đổi vũ đạo vì quá nguy hiểm. Trung Quốc từng ngã đập thẳng bả vai xuống nền nhà khi đang biểu diễn. Vì vũ đạo quá nguy hiểm nên các thành viên BTS đã phải thay đổi lại để tránh bất kỳ một sự cố đáng tiếc nào có thể xảy ra. Từ lâu thì bảy chàng trai BTS đã được biết tới nhờ những màn trình diễn đã mắt đã tai. Mỗi màn trình diễn của các cô ấy đều sở hữu cả một câu chuyện đằng sau. Nhóm đầu tư về mặt ý tưởng cũng như là công sức của các thành viên để đem đến một sân khấu hoàn chỉnh nhất. Tuy nhiên cũng có nhiều màn vũ đạo sau khi ra mắt trong MV buộc phải chỉnh sửa lại vì quá nguy hiểm khi thực hiện nhiều lần lúc nhóm về biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng sờ ra khoảnh khắc BTS thay đổi vũ đạo của mình trên sân khấu. Cụ thể tại phần trình diễn Dynasus, ca khúc nằm trong album Map of the Soul 7 của nhóm. Các cậu ấy đã trực tiếp chỉnh sửa một vài phân đoạn trong bài nhảy để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Cụ thể, vũ đạo ban đầu của Dynasus có nguy cơ gặp phải sự cố khi các thành viên phải lật úp người và ngã thẳng xuống sàn. Vũ đạo này đòi hỏi sự tập trung cực kỳ tốt nếu không muốn sự kết hợp của tay và chân khó đồng đều, có thể dẫn đến tai nạn không đáng có khi trình diễn. Trên thực tế, em út Trung Quốc cũng đã từng gặp phải sự cố với vũ đạo này khi trình diễn trên sân khấu Musical. Các fan tại buổi tổng duyệt đã chứng kiến cảnh nguyên một bên vai của cậu ấy đập thẳng xuống nền nhà khi thực hiện động tác lật úp người. Cậu ấy tỏ ra khá đau đớn sau sự cố đó. Nhận ra vấn đề này, BTS đã trực tiếp thay đổi vũ đạo cho ca khúc nhằm tránh các sự cố đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra. Vũ đạo mới không thay đổi gì nhiều ngoài việc các thành viên vẫn sẽ ngồi xuống và để đứt diễn đại cho Jin và RM lượt bỏ phần nằm xuống sàn gây nguy hiểm trước đó. Thứ sáu, sốc xen lẫn phấn khích trước vũ đạo siêu nguy hiểm của Jimin BTS trên sân khấu MAMA 2019. Trong khuôn khổ lễ trao giải Mnet Asia Music Awards 2019 MAMA tổ chức tại Nagoya, Nhật Bản, Jimin đã biểu diễn một pha nhào lộn trên không nguy hiểm khiến cho fan vừa phấn khích vừa đứng ngồi không yên. Phần trình diễn của BTS diễn ra vào cuối lễ trao giải Mnet Asia Music Awards MAMA 2019 với 3 phần, gắn liền với chuyến hành trình các thành viên đã đi tương lai, hồi tưởng về quá khứ gặp hiện tại vươn đến tương lai. Sân khấu phần đầu tiên bùng nổ khi các cậu ấy trình diễn các ca khúc thời tân binh của mình, NO và We Are Punk Group phần 2. Trong cả hai bài hát mang hơi hướng hip hop, Jimin là thành viên đảm đương các pha nhào lộn trên không cũng như là những màn vũ đạo nguy hiểm khác. Đã 6 năm kể từ khi các ca khúc này được quảng bá, nhưng sự mạnh mẽ trong vũ đạo của Jimin vẫn không hề thay đổi. Trong NO, Jimin liên tiếp thực hiện một pha phi người trên không, tiếp đó là một cú đá xoay kịch tính. Còn với We Are Palette Group, phần 2, Jimin thực hiện một cú xoay người với phương thẳng, mặt đối mặt với thành viên J-Hope. Động tác này đòi hỏi sức mạnh, tốc độ và thời gian hoàn hảo. Cả Jimin và J-Hope đều có thể gặp chấn thương nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố. Thứ 7, Dance Break, Mnet Asia Music Award 2014 MAMA. Sân khấu đình đám nhất thời BTS vẫn là những tân binh của làng nhạc, chính là màn trình diễn tại MAMA 2014. Dù spotlight màn trình diễn thuộc về Jimin với màn xe áo khoe body 6 múi sexy hết nức, nhưng J-Hope vẫn khiến cho người xem phải choáng ngợp với những bước nhảy của mình. Vẫn là sở trường popping, nhưng mà J-Hope đã phô diễn những kỹ thuật khó nhất của mình, bao gồm cả động tác với độ nguy hiểm cao. Lật ngửa người ra phía sau xuống sàn diễn một cách đột ngột, nếu không cẩn thận cô ấy có thể bị đập đầu xuống sàn gây chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên J-Hope đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình, chứng minh mình là một tân binh biết kỹ năng đáng gờm thời điểm bấy giờ. Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của BTS chính là những vũ đạo phức tạp, đòi hỏi tinh thần tập thể cao, đem lại những sân khấu ấn tượng nhất. Cả nhóm không ngừng thử sức với những bước nhảy đầy nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với nguy cơ gặp chấn thương. Do đó, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, BTS phải phối hợp, ăn ý với nhau. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần lúc 19 giờ. Bye bye!